Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em hai bộ bàn đá rất là đẹp đến từ Nhật Bản. Hai bộ này thì được xách tay theo đường hàng không về. Thì như anh em có thể thấy thì đây là bộ bàn đá gồm có bật lửa rồi là gạt tàn và hộp đựng thuốc. Đấy, anh em có thể thấy rất là đẹp. Tất cả đó đều được làm bằng đá hết. Nó giống như đá cẩm thạch vậy. Anh em có thể thấy cực kỳ đẹp, vân của nó như là mã não luôn, nói chung là vân đá đẹp lắm. Anh em có thể thấy cái này của nó thì rơi vào tầm khoảng độ tầm gần 40 phân. Cái này để các bác cho em cái để em đo đó. Con này thì nó dài 36 phân và cái bề ngang của nó là 18 phân. Đó. Cái này là cái đường kính của nó này. Đường kính là 15 phân. Đó, 15 phân rưỡi. Ừ, rất là đẹp. Thì như anh em có thể thấy thì cái này là cái hộp quẹt của nó này. Hộp quẹt của nó. Đấy, rất là đẹp. Cái này thì đã được cho ga vào và anh em chỉ cần bật lên thôi. Đó. Khi mà anh em muốn bơm ga thì anh em tháo này ra. Phía đằng sau đít này nó có. Muốn ga to nhỏ thì anh em có cái chấu xoáy thì anh em cứ gạt qua gạt lại thôi. Đó thì là lửa nó sẽ lớn nhỏ. Tương tự như thế thì ở bên này nó cũng gồm có một cái hộp đựng thuốc. Anh em có thể để thuốc lá, thuốc lào hoặc là mấy điếu thuốc lá thơm vào trong này, rất là đẹp. Ừ. Và đây là cái gạt tàn thuốc này. Cực kỳ dày dặn luôn nha anh em. Ừ. Nhìn đẹp quá chừng luôn. Với cả được một cái này nó còn có thùng thùng xốp. Thùng xốp của nó là còn nên là cái độ mới của cái bộ này nó rất là mới, nó không có bị cấn trầy hay là bị cạnh nghiếc này kia, nó bị hầu như là không có. Anh em có thể thấy đây là cái bật lửa. Bật lửa của con này thì nó màu bạc. Con này thì anh em có thể thấy nó là màu vàng này. Đó, nó là màu vàng. Đó. Con này thì nó là màu bạc. Đấy. Anh em thích cái màu nào thì anh em có thể chọn. Rất là đẹp. Với bộ bàn đá này thì anh em có thể trưng bày ở phòng phòng khách hoặc là bàn làm việc rất là đẹp, trên bàn kính hoặc là những cái bộ bộ bàn ghế gỗ thì có thể nói là siêu sang trọng luôn. Đấy, rất là phù hợp. Cả đá này nó kiểu dạng phong thủy nên là anh em chơi không có sợ bị lỗi thời. Cái màu đá vân ở trên cái bàn của nó rất là đẹp. Đây anh em thấy. Thì nó những cái vân đá dạng nền cực kỳ đẹp. Đây cũng thế này. Đó, anh em thấy. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích những cái đồ trang trí cho gia đình của mình, với những cái bộ bàn trà cũng giống như là những cái bộ bàn đá gồm có hộp quẹt rồi là gạt tàn thuốc rồi là hộp đựng thuốc thì anh em có thể sử dụng cái bộ này. Cảm ơn tất cả anh em. Chúc anh em một ngày làm việc và sức khỏe thật là tốt. Cảm ơn tất cả mọi người.